Buồn rồi đó. Lên được tổ ong rồi nhá, chúng tôi đang phá được cái cửa của nó rồi. Tổ này mật nó từ dưới đáy là lên tận trên này này các bạn ạ. Đây này, trong nữa phải chắc phải lấy cái đất để ra mới lấy được nó. Lấy được một miếng ra rồi, nhiều mật lắm anh em ạ. Tổ này nó lâu rồi, nó nhiều mật lắm. Đấy, quần đông lắm, tôi dính một phát vào mắt rồi đây này. Mẹ đau giọng vãi man luôn. Hỏi phải nói, ong rừng nó đốt thì thôi rồi. Được rồi, đào tiếp nhá. Đây này anh em, tôi lấy được một miếng rồi này. Toàn mật vít nắp hết. Mà mấy cái lỗ này, cái mềm miếng ngoài cùng nên nó hơi thưa. Đấy, những cái nắp này là xong này là mật hết rồi. Con khủng hơn nhá các bạn ạ. Đéo có mật ông ạ. Mật y lắm. Úi giời, mật. Cái nàng này là nàng mật đấy ông ạ. Này nàng mật nhưng mà mẹ trắng quá. Đưa tao đây. Mẹ tí nó thịt cho bây giờ. Đây. Cái mật kia bỏ túi luôn nhá. Kín á? Nó mèn đéo gì nhỉ? Rồi. Thế nào? Đá, dưới này đéo lôi ra được cơ. Rồi xuống ông, tao xuống tao lấy cho. Mày lấy nhá. Ừ. Lấy được đẹp tí thì mình bán nó dễ hơn. Đây. Mà nó lại còn đưa giá hơn nữa. Ừ. Nào. Ông lấy toàn là đất rồi này. Đất nó rơi vào đất chắc rồi. Ông nó chưa ra đâu mà. Ông cứ lấy từ từ, đừng làm chết một con nào là nó không đốt đâu. Nghe đi. Đã. Đây này anh em, tôi lấy được một miếng rồi này. Toàn mật vít nắp hết. Mà mấy cái lỗ này, cái mềm miếng ngoài cùng nên nó hơi thưa. Đấy, những cái nắp này là xong này là mật hết đây này. Đấy. Như nó mới đang mà mật, nó mới đang mang hoa về sau ấy. Ừ. Tất nhiên nó phải mang rồi. Hoa chắc chắn nó phải mang, nó phải đi lấy phấn về chứ. Nhưng mà kiểu lúc lúc mà nó có mần nhiều là nó cũng mang nữa. À.